Phía đội 2 thì vẫn sẽ có những cái điểm mạnh xoay quanh việc là những lượt last pick có thể mang lại cho họ những cái đường đơn thắng. Và phía đội 1 thì lại có rất nhiều power pick tại điểm này dành cho phía KDF nữa. Cùng xem là cấm và chọn thì cả hai sẽ nhắm tới khu vực đường nào là chủ yếu. Vẫn có lẽ sẽ có những lượt cấm nhắm tới khu vực rừng và khu vực đường dưới, với những con bài rất mạnh ở tại thời điểm này trong khu vực rừng và những con bài xạ thủ mạnh ở đi đường như là Kalista, như là Varus và Ashe nữa. Chúng ta thấy rằng là ngay ở cái lượt cấm đầu tiên thôi mà Quantum Fix họ cũng đã phải để cho cái đồng hồ trôi qua một nửa thì mới bắt đầu đưa ra lượt cấm, là những cái suy tính nó đang cực kỳ là quan trọng tới từ hai vị huấn luyện viên. Và ở khu vực đường dưới chắc chắn rồi sẽ là một cái điểm nóng. Tuy nhiên thì Quantum Fix họ đang quan tâm được rằng là nếu như để có được đường dưới mạnh thì đường trên họ phải yên tâm đã. Vậy nên họ cấm đi hai con tướng rất mạnh ở cánh trên là Cocky cùng với cả Rumble. Cocky trong tay của Chovy vẫn thực sự là một thế lực ở tại LCK với khả năng farm của Chovy ở khâu đi đường. Và cái sức sát thương đến từ Cocky khi có được nữ trang bị sớm thì nó vẫn là một nguồn sát thương cấu rỉa tầm xa rất khó để có thể kiểm soát. Còn bên kia thì các thành viên bên phía của Gen.G đang đặt nặng trọng tâm ở khu vực đường dưới. Họ biết được rằng sự thay đổi nhân sự của KDF tạo nên sự khác biệt lớn nhất, đó chính là Boon thay thế cho Taejun. Thì họ đang cấm hai xạ thủ ở khu vực đường dưới của KDF là Ashe cùng với Senna. Trong khi đó thì thêm một xạ thủ mạnh nữa ở khu vực đi đường đã bị loại bỏ, đó chính là Varus. Bây giờ chúng ta sẽ còn Lucian. Lucian sẽ là một cái sự lựa chọn đang cực kỳ có thể là sẽ rất được quan tâm ở trong cái lượt first pick của một trong hai đội tuyển, khi mà cái vị trí xạ thủ không còn quá nhiều nữa rồi thì xem liệu rằng là có Lucian xuất hiện hay không. Thật ra là nếu như mà không có Lucian thì vẫn sẽ có vị tướng khác, nhưng mà cái lượt power pick Lucian là một cái hình ảnh mà chúng ta cũng đã khá là quen thuộc. Thì Quantum Fix họ đang có cơ hội làm điều đó khi mà Gen.G họ lựa chọn là sẽ không để cho Curse cầm Vi. Vâng, và lúc này thì ở khu đường dưới sẽ còn Lucian Milio hoặc là Lucian Nami. Phía bên kia thì có thể tước đi Milio bằng việc lấy Aphelios cùng với Milio, hoặc là lấy Serakan, hoặc là cũng có thể hướng tới bộ đôi Kalista cùng với Reta Class. Nếu như Pay và Lehend tự tin là họ có được khả năng đi đường tốt. Nhưng quyết định đến từ phía Gen.G là lấy Aphelios cùng với Milio và vẫn còn Nami dành cho Andy. Một giai đoạn cấm chọn cũng khá là tính toán đến từ bên phía của Gen.G. Họ nhận thấy rằng là con Lucian này có thể sẽ được pick và họ cũng đưa ra ngay cho mình cái bài toán là sẽ không để có vị tướng Milio này hỗ trợ cho Lucian. Khi đó thì cái tầm đánh, khả năng gây sát thương dồn của Lucian sẽ trở nên khó chịu hơn. Nhưng mà thật ra là cặp đôi Lucian Nami thì nó cũng tương tự là như vậy. Vậy nên Quantum Fix cũng không phải ngại gì, họ lấy về Nami dành cho Andrew. Thì bây giờ là sẽ là một sự lựa chọn có thể là ở khu vực giữa, và tôi đang nghĩ vậy, đó chính là Orianna được khóa vào dành cho Bundock. Đây có vẻ như là một con Orianna để đánh phủ đầu con Azir đường giữa của Chovy. Nếu như đường giữa của Gen.G lấy Azir thì đây sẽ là một kèo đấu mà Bundock có được khả năng kiểm soát khu đường giữa tốt hơn. Kèo đấu giữa Orianna và Azir thì chúng ta thấy đã xuất hiện rất là nhiều rồi, nhưng quyết định đến từ bên phía của Gen.G có lẽ sẽ không phải là một con Azir khu đường giữa, mà thay vào đó Chovy sẽ hướng tới một xạ thủ thứ hai cho đến bên phía của Gen.G. Anh ta vừa nhá Tristana nhưng sau đó thì đang có ý định xoay sang những vị tướng khác, và như vậy chưa phải là Tristana mà thay vào đó sẽ là một con Rell đi rừng dành cho Canyon. Cần thêm một chút khả năng mở giao tranh, bởi vì là chỉ Aphelios cùng với cả Milio là gần như là cái khả năng mở giao tranh gần như là bằng con số 0. Nếu như mà Aphelios phải dùng súng trọng trường cộng với cả chiều cuối ánh trăng dẫn lối thì nó sẽ là tốn mất một tài nguyên. Vậy nên Gen.G họ nhận thấy rằng là sang đến phase 2 họ có thể sẽ bị tước đi những cái vị tướng có khả năng mở và chống chịu ở vị trí đi rừng, nên họ phải chọn trước. Còn khi mà bước sang phase 2, Nocturne tôi đã một lựa chọn rất là hợp lý. Cái khả năng kết hợp của Nocturne với Orianna rồi Nocturne với cả Nico là rất là khó chịu, và tất nhiên là Gen.G sẽ không muốn điều đó xảy ra. Vâng, đúng là như vậy. Việc lấy đi Rell và cấm thêm Nocturne ở tại phase 2 đến từ phía của Gen.G cho thấy được họ đang đặt rất nặng trọng tâm vào việc là sẽ không cho bộ đôi mid rừng bên phía KDF có được những combo mạnh trong giao tranh. Còn phía bên này thì rõ ràng là KDF cũng không muốn một con Tristana khu đường giữa sẽ xuất hiện trong tay của Chovy. Đó sẽ là một áp lực đi đường rất lớn dành cho Bundock nếu như anh ta phải đối mặt cùng với chất tướng này. Và thậm chí là họ cấm thêm một vị tướng đường giữa nữa của Chovy, đó chính là con bài Azir. Thì bây giờ còn đó là vị tướng Nico mà Chovy trước đó đã nhá, nhưng biết liệu rằng là có lấy về cho mình hay không, và để cho Kin là người được counter pick ở trong cái loạt cấm chọn này. Đây cũng là một cái sự lựa chọn không hề tồi một chút nào. Tôi nghĩ rằng là nó còn phối hợp với cả con Rell tương đối là tốt, và sẽ mở ra cái cơ hội giao tranh lớn, giao tranh 5 người của Gen.G sẽ nhỉnh hơn một phần so với cả Quantum Fix. Trước đó thì mặc dù pick Milio rồi, nhưng mà bên phía của Gen.G họ cũng vẫn rất là cẩn thận, họ khóa thêm cho mình Sejuani nữa, gần như là ép cho bên phía Quantum Fix một là phải chắc chắn là sẽ không được lựa chọn Maokai rồi, mà buộc phải đưa ra sự lựa chọn khác. Và quyết định đến từ bên phía của KDF trong ván đấu này dành cho Curse sẽ là một con Javan. Javan Orianna vẫn là một combo đánh giao tranh rất mạnh, nhắm tới những xạ thủ kém cơ động như là Aphelios. Tuy nhiên thì sức chống chịu của Javan tuyến đầu có lẽ sẽ không được tốt bằng so với những con bài như là Poppy hay là Maokai. Và quyết định đến từ Andy là khóa vào một con Aatrox dành cho Đu Đu khu đường trên. Một ván đấu mà Đu Đu phải chọn mù mà thôi, do là Gen.G ở phía đội 2. Nhưng kể cả là được last pick thì Kin vẫn chấp nhận đánh làm nền. Một mùa giải mà Kin và Canyon đang liên tục là hai người đánh làm nền với những chất tướng chống chịu để mở ra khoảng trống carry dành cho cánh dưới. Nhưng trong ván đấu này thì Pay sẽ là nguồn sát thương chính, còn Chovy thì sẽ chỉ đánh Nico, mà thừa make play mà thôi. Vâng, cái nguồn sát thương của Nico không phải là không có, nhưng mà tuy nhiên thì bản chất vẫn là một cái vị tướng, nó là khả năng tạo dựng lối chơi để hỗ trợ cho cái nguồn sát thương tới từ Pay, nó sẽ được cộng hưởng nhiều hơn. Còn bên phía Quantum Fix thì họ đang có được một cái nguồn sát thương thật sự là tương đối là lớn, đặc biệt là sát thương dồn vào những cái mục tiêu nhỏ lẻ, giao tranh 1-2 người. Họ sẽ gần như là họ có lợi với những cái bộ chiêu thức như kiểu của Javan đệ tứ, như của Orianna. Tất nhiên là Orianna xoáy đẹp thì cũng tuyệt vời thôi, nhưng khi mà kết hợp vào một tình huống bắt bớ thì bên phía của Quantum Fix tôi nghĩ rằng họ sẽ tương đối là mạnh hơn so với cả Gen.G. Vâng, và tôi cảm giác là ở ngày thi đấu này thì Gen.G đã có những sự cảnh giác nhất định với các thành viên phía KDF nha. Tức là nếu như đánh với các đội tuyển nhóm dưới thì Gen.G hoàn toàn có thể để cho Kin đánh những con bài carry. Và ở ván đấu đầu tiên trong cặp trận với KDF, tôi cũng tưởng là Kin ở phía đội 2 ta sẽ lựa chọn một đấu sĩ để counter pick con Aatrox của Đu Đu. Vẫn có rất nhiều đấu sĩ khu đường trên có thể thắng đường được Aatrox, nhưng quyết định của Kin vẫn là đánh rất an toàn với một con K'Sante và dồn toàn bộ các lượng sát thương đến từ bên phía của Gen.G vào tay của Pay và các bài Aphelios. Đây là điều kiện thắng tiên quyết của họ ở trong ván đấu này. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau tới với ván thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Quantum Fix và Gen.G trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt, bản quyền thuộc về Box Sport. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong một chặng đường rất là dài nữa, và chúng tôi mong muốn các bạn khán giả hãy để lại cho chúng tôi những cái tình cảm bằng việc ủng hộ các kênh sóng phát sóng của chúng tôi, và hãy cùng nhau tới với những diễn biến đầu tiên của cái trận đấu này. Với những cái hình ảnh rất là quen thuộc thôi, là một trong hai đội tuyển sẽ cố gắng tiến sang để có thể có được cho mình một lượng tầm nhìn từ sớm. Như việc là Curse anh ta tăng cho mình chiêu E rồi, vậy nên là sẽ cố gắng kiếm thông tin về cái vòng rừng của Canyon. Còn bên phía Gen.G thì hình như là họ vẫn chưa để lại được một con mắt nào cụ thể ở trong phần rừng của bên phía Quantum Fix thì phải. Gen.G họ có những con mắt cắm tương đối nông ở sông để đảm bảo là họ sẽ không bị gặp những biến số bất lợi ở khoảng thời gian ban đầu trong vòng rừng đầu tiên của Canyon mà thôi. Họ cắm một con mắt ở tại khu bụi cỏ đường trên. Đó là con mắt mà các thành viên bên phía của KDF cũng đã có thông tin rồi. Curse đã rất là nhanh tay cắm một cái hoàng kỳ vào bụi cỏ và phát hiện ra con mắt đó của đối phương. Họ có thông tin thời gian của con mắt này, nhưng không biết là Curse có ý định ganh khu đường giữa sớm hay không. Còn vòng rừng đến từ cả hai người chơi rừng thì đều có một điểm chung là họ sẽ đánh xuống cánh dưới bản đồ. Ở cấp độ 1 thì Boon cùng với Andy đang bắt đầu có những loạt trao đổi chiêu thức rất tốt khi họ nhắm được vào người của Pay và lấy đi của anh ta khoảng chừng 200 máu trong pha vừa rồi. Tuy nhiên thì Pay cũng cả Lehend đang tương đối là tự tin, nhưng mà Pay đang mất khá là nhiều máu và buộc phải dùng tốc hành để có thể nếu cần thì sẽ là bỏ chạy. Các thành viên bên phía Quantum Fix họ sẽ có cái cơ sở để lên cho mình cấp 2 trước sau cái nhịp lính này, và hoàn toàn sẽ là một cái cơ hội để lao lên tấn công tiếp khi mà ngựa ngó của Pay không phải là đủ đầy. Lehend cầm trên người cái hồi máu, nhưng Boon thì đang cầm thiêu đốt, khả năng giao tranh của bên phía Quantum Fix sẽ là nhỉnh hơn. Cấp độ 2 là ngang nhau đến từ bộ đường dưới của cả hai bên, và Boon tự tin lướt lên, nhưng phía bên kia thì Lehend nhấn hồi máu và trả sát thương ngược trở lại với cái sải tay dài của Pay. Pay mất tốc hành ở cấp độ 1 và sau đó thì họ là những người có được thế lính thuận lợi hơn trong việc lên cấp độ 2, và sau đó thì họ cũng có những lượt sát thương trả lại rất tốt. Họ đang chấp nhận mất đi những cái tài nguyên, những cái phép bổ trợ như là tốc hành cùng với hồi máu để đảm bảo là ngưỡng máu của họ, đảm bảo là thế lính của họ không quá khó dành cho Kennen. Vâng, đúng là như vậy. Việc mà vẫn còn cho mình trên người cái tốc biến cũng sẽ không quá khó khăn với các thành viên bên phía của Gen.G nếu như họ bị rơi vào trạng thái nguy hiểm. Và với súng huyết tinh ở trên người cộng với cả lửa trại nữa thì Pay cũng sẽ không quá quan ngại về việc là khả năng hồi phục bị thua so với cả Andrew và Boon bên phía bên kia. Hiện tại thì cái lượng năng lượng mà Lehend đang có là nhỉnh hơn so với cả Andrew nha. Chúng ta thấy rằng là nếu như mà Pay với cả Lehend tiếp tục duy trì được cái thế như thế này thì họ sẽ dần có những cái tình huống trao đổi lời hơn so với cả cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của bên phía Quantum Fix, và có thể sẽ cần sự can thiệp tới từ một trong hai người chơi đi rừng, người đang ở gần hơn là Curse. Cả hai người chơi đi rừng đều sẽ xuống khu vực đường dưới ở thời điểm cua dưới xuất hiện, nhưng quyết định đưa ra đến từ Curse là đi một cái đường vòng khá xa Anh ta xác định thời điểm này có lẽ sẽ phải giật lên cánh trên để kiểm soát cua trên thôi, còn cua dưới sẽ thuộc quyền kiểm soát tới từ Canyon. Khi mà bộ đội đường dưới bên phía của Gen.G đã chấp nhận bung ra những phép bổ trợ để tạo ra một thế lính thuận lợi dành cho Canyon trong việc kiểm soát cua dưới, thì Curse cũng đã chấp nhận là anh ta sẽ lên cua trên. Nhưng lên cua trên thì ở đây sẽ là một vị trí đã có tầm nhìn của Gen.G rồi. Kin đã có một khoảng trống cắm đầu mọc mắt và phát hiện ra sự xuất hiện đến từ Curse tại khu cánh trên. Về kèo đấu đường trên thì người đang làm tốt hơn về mặt chỉ số farm đang là Kin, còn đường giữa thì Chovy đã về nhà dịch chuyển trở lại. Bundock thì chưa nha. Và chính vì vậy nên là Chovy đang có một cái tình huống trao đổi lời hơn một tẹo so với cả Bundock bên phía bên kia. Nhưng mà cái lượng máu Chovy mất như thế này, nếu như mà Bundock dịch chuyển trở lại thì Bundock lại là người lời. Vậy nên Chovy có thể sẽ cần phải nhấn cái nhịp lính này vào, sau đó là chờ cái khoảng thời gian để có thể hồi phục lại nếu như muốn tiếp tục trao đổi so với cả Bundock bên phía kia. Vâng, đúng là như vậy luôn, anh ta sẽ có thể là biến về nếu cần. Vâng, có lẽ Chovy sẽ về nhà để phục hồi lại lượng máu sau đợt đẩy nó tràn trụ của Bundock. Còn đường dưới thì đã có khoảng trống để Pay cùng với Lehend bắt đầu di chuyển kiểm soát tầm nhìn ở tại khu vực sông dưới, nhưng cơ hội để tấn công băng trụ là không có. Thế nên là Cannon đã giật về vòng rừng thứ hai của mình ở tại khu cánh trên rồi. Còn đường trên cấp độ 5 dành cho Đu Đu cùng với Kin, ngưỡng máu đang là tương đối thấp và hai người chơi đi rừng cũng đang ở bãi quái rừng của vòng rừng thứ hai tại cánh trên. Nhưng có lẽ như Cannon sẽ là người tiếp cận sớm hơn so với Curse, và Curse cũng không có định lên đường trên. Ngưỡng máu của Kin thì đang là nhỉnh hơn một chút, nhưng mà Kin phải dùng năng lượng, còn Đu Đu thì không. Và bây giờ Canyon đang di chuyển tới, Canyon bắt đầu lên ngựa, có thể sẽ dùng tốc biến trong pha này để ép Đu Đu hay chăng đây? Không, câu trả lời là không, đơn giản là muốn đẩy Đu Đu về mà thôi. Dù sao thì Kin cũng như đã nói thì không có năng lượng, người ta sẽ không thể nào có thể tiếp cận được đủ nhanh để bám vào người Đu Đu được. Và nếu như Đu Đu dùng tốc biến thì Kin và Canyon lỡ mà nhấn lên quá sâu khi Curse xuất hiện thì hoàn toàn có thể phản ganh dành Quantum Fix. Và đó, vì như vậy nên là cũng đang bị mất thế đến từ bên phía Gen.G ở khu vực hang sâu hư không. Đây sẽ là cấp độ 5 dành cho Curse sau khi anh ta có được con sâu hư không đầu tiên. Một con sâu hư không mang lại một lượng kinh nghiệm rất lớn. Hai con sâu phía sau thì nó vừa tạo giáp ảo mà nó lại còn ít kinh nghiệm nữa, nên là Curse cũng không quá mặn mà trong việc cạnh tranh cùng với Canyon khi đường trên của anh ta đang ở thế thua. Cấp độ 6 có trước dành cho Kin. Còn khu vực đường giữa thì cũng đang có những pha xuất hiện đến từ cả hai người chơi hỗ trợ. Lehend và cả Andy đều đã xuất hiện và ở đường giữa cũng cấp độ 6 cho Chovy và cả Bundock rồi. Những quyết định của KDF là đánh an toàn trong khoảng thời gian ban đầu. Lệnh sóng âm đưa ra, Thủy Ngục bồi vào và ép tốc đến của Lehend. Đó là một tình huống xử lý chiêu rất tốt tới từ Bundock khi biết được rằng là Pay đứng lỗi nhịp trong pha vừa rồi, và ngay tức lấy đi được cái tốc biến tới từ người chơi hỗ trợ của Gen.G. Các thành viên bên phía Quantum Freak họ chủ động nhường lại quyền kiểm soát sâu hư không cho Canyon. Họ đang muốn tấn công xuống khu vực cánh dưới. Cụ thể Pay có thể sẽ là nạn nhân trong tình huống này. Pay cũng rất là tinh ý lui về khi nhận thấy rằng là mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, và đang cố gắng gầm ghè nhau ở khu vực hàng rồng. Bên phía Gen.G họ cũng đang không muốn bỏ con rồng này, còn Quantum Freak họ chỉ đơn giản là muốn nhấn vào để xem cái nguồn sát thương của họ có ăn đủ nhanh hay không mà thôi. Và trước đó thì là một tình huống mà Cannon cũng không tham sâu hư không nha. Anh ta ăn một con và sau đó thì quyết định chạy thẳng xuống khu vực cánh dưới để giữ lại dòng nguyên tố. Đứng trên thì Kin đang băng lên tấn công Đu Đu phía bên kia. Đu Đu đã có được một cái gậy hung ác, còn phía kia thì Kin đã có được khả năng giảm hồi máu tới từ cái áo choàng gai. Cannon quyết định ăn một sâu hư không và xuống cánh dưới để cạnh tranh rồng, và những áp lực di chuyển xuống của Cannon đã khiến cho KDF bắt buộc phải bung bỏ các dòng nguyên tố. Nhưng pha bung bỏ dòng nguyên tố để hướng tới tình huống tấn công nhắm tới Pay thì Pay cũng đã đủ tỉnh táo để rút lui rồi. Và đây là một pha giao tranh mà bên phía của KDF sẽ thiếu đi cái lệnh sóng âm của Bundock. Chúng ta cùng chờ xem cái nhịp lao vào tới từ Curse. Người lao vào có thể sẽ là cả Curse và cả Boon luôn. Rồng dành cho Gen.G muốn triển khai cái thế bánh mì kẹp thịt nhưng mà không thành công từ bên phía của Quantum Freak, và các thành viên bên phía Gen.G cũng không có tín hiệu nào muốn lao lên cả. Họ ăn được mục tiêu, họ hài lòng và họ lui về tiếp tục farm. Như vậy là con rồng nguyên tố cánh dưới đã thuộc về bên phía của Gen.G. Con sâu hư không cuối cùng của lượt 1 đang được kiểm soát bởi Curse. Còn khu đường dưới khi mà Pay đã có sự hỗ trợ tới từ Lehend thì anh ta cũng đã tự tin quay ngược trở lại với khả năng đẩy đường và kiểm soát lính. Hiện tại thì anh ta là người farm tốt hơn so với Boon phía bên kia đôi chút, nhưng cẩn thận một chút bởi vì đây là Lucian cầm thiêu đốt nha. Pay thì đã hồi lại hai phép bổ trợ rồi. Nhưng cấp độ 6 thì Boon có một loạt thanh trừng bắt đầu gây sát thương vào người Lehend. Dính Thủy Ngục bị thiêu đốt và Lehend yếu lắm rồi. Pha lướt lên, tốc biến lên và đó là mạng trừ công đầu cho Boon, nhưng Cannon có mặt và Boon sẽ phải đổi mạng với người chơi hỗ trợ đối phương mà thôi. Cái điểm chiến công đầu tiên mà bên phía Quantum Freak có nó vẫn được rơi vào tay đúng người, vậy đã là điểm cộng rồi. Nhưng ngay lập tức là Canyon có mặt kịp thời để cũng giúp cho Pay có một cái lượng tài nguyên dành cho mình. Hai người chơi xạ thủ đều có mạng. Cái cơ sở để giành chiến thắng của cả hai đội tuyển vẫn đều đang được giữ vững. Đó là một tình huống căn kinh nghiệm rất tốt tới từ Boon để anh ta có thể phát động một pha tấn công với thanh trừng. Và người được chọn cho tình huống tấn công vừa rồi đó là Lehend, người đã mất đi tốc biến ở khu vực đường giữa sau lệnh sóng âm của Bundock. Và đó là một tình huống tấn công mà nếu như không có sự xuất hiện đến từ Canyon thì hoàn toàn đó là một tình huống đồ kill thành công dành cho một đường dưới bên phía KDF. Nhưng khi Canyon có mặt đúng lúc, đúng chỗ thì Gen.G lại gỡ được một mạng dành cho Pay. Và tất nhiên khi Pay không phải lấy bản đếm số thì anh ta là người có được chỉ số farm tốt hơn so với Boon, nhằm có được cái lượng trang bị dành cho một Aphelios, điều kiện thắng tiên quyết của Gen.G trong ván đấu này. Chúng ta sẽ cùng xem lại cái tình huống này. Đây là cái bản chất về cặp đôi Lucian và Nami nha. Cái khả năng dồn sát thương là rất là nhanh. Rồi Lehend mặc dù rất nỗ lực để che, nhưng mà một con Lucian không còn cho mình đủ chiêu thức, xin các bạn, không còn đủ cho mình năng lượng nữa, vẫn có thể có điểm hạ gục. Trong khi đó Pay với Aphelios là cái mẫu tướng gây sát thương theo thời gian, sẽ rất là khó để có thể có những tình huống trao đổi chớp nhoáng lời hơn so với cả Boon và Andy bên phía bên kia. Vậy nên Quantum Fix họ hoàn toàn họ có thể tự tìm cái điều này, họ có thể triển khai những tình huống giao tranh nhỏ lẻ nếu như họ bắt được những cái nhịp di chuyển lỗi của bên phía Gen.G. Còn Gen.G họ buộc sẽ phải cẩn thận, họ sẽ phải đánh chậm rãi, đánh từ từ, chờ đợi một tình huống giao tranh lớn nổ ra, và họ đang muốn tiếp tục ngăn cản nguồn sức mạnh của Boon. Boon không còn gì cả, Boon bị hút lại, nạn nhân có thể sẽ là Andy. Andy đã mất rất là nhiều máu, khoảng cách là hơi xa tới từ Pay, nhưng Pay vẫn có sát thương tới từ thiên lý cộng ánh trăng dẫn lối. Đó là cặp súng ưa thích của Pay với con Aphelios này. Có lẽ cũng không quá khó hiểu nếu mà Canyon đánh xuống cánh dưới ở trong ván đấu này, vì rõ ràng điều kiện thắng của họ là một Aphelios, là thanh trường của Boon để dọn lính và không cho các thành viên phía của Gen.G có cơ hội để chạm trụ. Nhưng trước đó là một tình huống tấn công mà Canyon lại tiếp tục khai thác thêm hạ gục dành cho Pay. Mà hạ gục cứ liên tục vào tay một Aphelios như vậy thì ngưỡng sức mạnh đội hình bên phía Gen.G sẽ được đẩy lên sớm hơn trong ván đấu này, trước những áp lực đến từ đoạn giữa trận khi mà đội bên phía KDF cũng đang có những chất tướng rất mạnh. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại pha tấn công này. Mặc dù Andy tôi đánh giá đó là một pha chiêu cuối rất hay của anh ta rồi, một cú chiêu cuối hất tung được bộ đôi đường dưới bên phía của Gen.G, nhưng cái tầm hoạt động đến từ Aphelios của Pay với súng thiên lý nó vẫn đủ để anh ta có thể chạm được lượng sát thương vào người hỗ trợ đối phương. Và Andy mất tốc biến, mất mà hạ gục vào tay của Pay. Và đây là một cú dịch chuyển bọc đầu, đó là tới từ Chovy. Chovy đã nhìn thấy Curse rồi nhưng Chovy đang hơi đơn độc, Chovy còn tốc biến có thể bỏ chạy được, vẫn còn xoắn chói để có thể thoái lui. Và cái mục tiêu ban đầu là tấn công vào Curse, nhưng khi có cả Bundock xuất hiện ở đó và cũng không còn đủ thời gian để di chuyển vào nữa rồi thì bên phía Gen.G họ quyết định sẽ lui ra. Họ đang tạm thời là người dẫn trước cỡ khoảng tầm 400 vàng gì đó, mà cụ thể là nằm ở vị trí của Base. Nhưng như vậy ở phút thứ 11 này, khi mà con Aphelios chưa có đồ là cũng tương đối có thể hài lòng được rồi. Vâng, họ hoàn toàn có thể hài lòng với thế trận hiện tại với một Aphelios đang được nuôi xanh, 2 mạ hạ gục cùng với 102 chỉ số farm. Và Canyon cũng chẳng màng thời gian của mình lên cánh trên làm gì cả. Dừng cánh trên của anh ta còn, nhưng anh ta cứ cắm trại ở tại khu cánh dưới thôi. Curse vừa rồi cũng đã farm rừng ở trên tầm nhìn của bên phía Gen.G. Rất nhiều tầm nhìn được Gen.G triển khai trong khu vực bùa đỏ của KDF để đảm bảo rằng Curse sẽ không có bất kỳ một góc nào có thể làm hại được con Aphelios trong tay của Pay. Và đó là điều kiện thắng của họ ở trong ván đấu này, nên họ đánh xuống cánh dưới và đang có những thành công nhất định. Còn ở cánh trên thì KDF đang có một ván đấu mà họ kiểm soát được 2 sâu hư không. Lượt sâu không tiếp theo thì cùng xem là bên phía của KDF liệu rằng có tiếp tục kiểm soát được hay không. Và tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ là có. Mặc dù đường giữa không đẩy được nhưng mà Bundock vẫn có thể nhờ cậy vào cái sự hỗ trợ tới từ Đu Đu, khi mà Đu Đu đang đẩy rất mạnh ở khu vực nửa trên của bản đồ, buộc cho Kin phải farm sát trụ. Kin không còn máu, không còn năng lượng nữa. Rồi sau đó Bundock từ từ di chuyển ra bãi sâu cũng được. Và sẽ là 5 con sâu hư không dành cho các thành viên bên phía của Quantum Fix. Còn Gen.G thì họ đang rõ ràng là họ đã thực hiện cái mong muốn là sẽ đánh lệch xuống khu vực nửa dưới của bản đồ rồi, khi mà Canyon biết được cái thông tin là các thành viên bên phía Quantum Fix họ đang tấn công vào sâu hư không, nhưng anh ta cũng không cần quan tâm cho lắm, vẫn hỗ trợ Pay cùng với cả Lehend đẩy thật mạnh đường dưới lên, sau đó tiến ra kiểm soát cho mình con rồng thứ 2. Như vậy là trong ván đấu này thì Gen.G chấp nhận mất đi 5 sâu hư không. 5 sâu hư không là một ngưỡng sức mạnh cũng rất đáng kể dành cho bên phía của KDF. Tuy nhiên thì Gen.G là một đội hình mà họ xác định là đánh về đoạn nửa sau ván đấu, nên việc kiểm soát những con dòng nguyên tố là điều mà họ ưu tiên hơn. Kiểm soát những dòng nguyên tố và tạo áp lực xuống cánh dưới đối phương nữa. Đó là một pha lao lên từ Canyon, họ chọn mục tiêu tấn công, đó là một Nami không còn phép bổ trợ tốc biến, pháo trọng trường trên người của Pay. Anh ta dính thủy ngục, anh ta trúng, anh ta dẫn lối, sát thương là đủ đến từ Pay. Cú dịch chuyển rất hơ hênh đến từ Đu Đu, nó đã bị cản bởi tình huống mở đường của Kin rồi. Bundock có mặt, Curse có mặt, đại địa chấn nhắm tới vị trí Lehend. Đang có một pha băng trụ đến từ bộ đội bên phía Gen.G, pháo trọng trường giữ chặt thành công được Boon. Boon quá yếu máu, Boon nỗ lực trả sát thương và lệnh sóng âm đến từ Bundock. Boon sống sót và họ có được 2 mã gục, cú double kill dành cho Bundock. Phía bên kia thì Lehend đã dùng 2 phép bổ trợ của mình để rút lui sau cú đại địa chấn đến từ Curse rồi. Đó là một pha côn tim chính xác tới từ Pay cùng với cả Lehend, khi mà họ biết rằng là đường về không còn nữa rồi, họ buộc phải nhấn lên và cố gắng tìm kiếm điểm hạ gục. Nhưng Bundock cũng không để điều đó dễ dàng xảy ra với một pha tốc biến xoáy thành công, hạ gục được Pay trước khi mà xạ thủ của mình nằm xuống. Và rồi sau đó là mạng thứ hai cũng trở nên miễn phí mà thôi. Canyon lần thứ nhiều anh ta có mặt ở khu vực đường dưới rồi, lại một lần nữa là mớm được mạng thành công dành cho Pay. Pay đang tương đối là xanh ở thời điểm hiện tại, nhưng vừa rồi cũng đã có mạng shutdown được rơi vào tay của Orianna cho tay Bundock. Đây cái pha này, một pha Canyon cũng với cả Pay côn nhau lao lên, nạn nhân được chọn đó chính là Boon. Nhưng nguồn sát thương theo thời gian là chưa kịp đủ thì Bundock đã tới. Đúng là cái pháo trọng trường nó cũng là một con dao hai lưỡi, họ có thể có hiệu khống chế để giữ cho đối phương lại, nhưng họ lại bị thiếu đi cái lượng sát thương dứt điểm. Và đó là một cơ hội để Bundock có thể hỗ trợ cho Boon trong việc rút lui, và thậm chí đó là hai mã hạ gục dành cho đường giữa của KDF với pha di chuyển xuống trước so với Chovy. Còn đường trên thì đó là một quyết định không dịch chuyển xuống đến từ Kin, vì đó là một pha băng trụ mà anh ta sẽ không có những thực thể để dịch chuyển, và anh ta quyết định ở lại để cản cú dịch chuyển của Đu Đu. Và tình huống 4 đánh 4 cánh dưới thì đó là những thành công dành cho bên phía KDF. Cannon đang bị tấn công, Cannon bất nửa cây máu, Cannon dùng hắc kim thuật để rút lui, dịch chuyển được dùng tới từ Kin. Đó là cú dịch chuyển ép lui các thành viên bên phía KDF, thậm chí là Curse phải dùng cả tốc biến để rút lui. Khi mà cái lượng tài nguyên để giao tranh của bên phía Quantum Fix không còn nữa thì Gen.G họ rất tự tin, họ đứng lên cao và họ nhấn lên thêm một nhịp nữa để có thể giao tranh thôi. Từ đó thì đẩy các thành viên bên phía Quantum Fix về mở ra đường để tấn công vào con sứ giả này. Con sứ giả này nó sẽ là một cái bài toán, một cái chìa khóa tương đối là quan trọng dành cho một trong hai đội tuyển để có thể bắt đầu khai thác vào được lượng công trình. Chúng ta thấy rằng là cái lượng tiền lấy được từ lớp giáp trụ của cả Quantum Fix và Gen.G đều là con số 0. Vậy đến bây giờ nó chỉ là bài toán ai sẽ có được cho mình cái trụ 1 trên toàn bản đồ mà thôi. Và Andy có thể gặp nguy hiểm, Andy mất tốc biến bỏ chạy và sứ giả nằm trong tay của Canyon rồi. Đó là một nhịp kiểm soát sứ giả tốt đấy từ bên phía của Gen.G, và KDF đã quyết định đưa ra quyết định là bỏ. Họ không có đủ cơ sở để cạnh tranh con sứ giả với phía của Gen.G, do là tại thời điểm này họ đang bị thiếu quá nhiều phép bổ trợ tại khu cánh dưới. Vừa rồi thì Andy cũng đã bị mất thêm một phép bổ trợ tốc biến nữa trong những áp lực tới từ con Nico của Chovy. Ván này thì Chovy chưa tác động nhiều tới những tình huống giao tranh cánh dưới bản đồ. Anh ta vẫn đang có KD là 0-0-0. Nhưng bất kỳ một tình huống mở giao tranh nào đẹp với cú nổ hoa, nó có thể là một tiền đề giúp Gen.G có thể vươn lên dẫn trước ở giai đoạn giữa trận này. Với đai hextech ở trên người cộng với cả tốc biến vẫn đang còn thì đây sẽ là một cái vũ khí rất là lợi hại để cho các thành viên bên phía Gen.G họ tổ chức một pha giao tranh ở khu vực hang rồng, cái nơi mà tôi nghĩ rằng là họ chắc chắn sẽ muốn hướng tới mà thôi. Khi mà cái số vốn ban đầu đã là 2 con rồi, con rồng thứ 3 này ở cái thời điểm mà không có bất cứ một sự chênh lệch nào quá lớn sẽ không có quá nhiều cơ sở để có thể bỏ. Ở thời điểm hiện tại thì ở phút thứ 16 này, bên phía của Quantum Fix họ đã bắt đầu có sự vươn lên về mặt kinh tế để xem rằng là Quantum Fix họ cũng sẽ triển khai và biến hóa cái lượng tiền này thành sát thương như thế nào ở con rồng tiếp theo. Còn ở khu vực đường trên thì sau một khoảng thời gian ban đầu đi đường rất tốt đến từ Kin, thì lúc này anh ta bắt đầu có dấu hiệu bị đuối hơn sau khi Đu Đu đã có được cái mãng xà kích. Đây là một trang bị đang được các thành viên của các đội tuyển tại LCK lên rất nhiều ở tại khu vực đường trên, chứ không phải là giáo thiên ly hay là cây Sojin. Cùng xem là đây là một pha backplay tuyệt vời đến từ Chovy. Và lần đầu tiên trong ván đấu này Chovy đưa ra một tiếng backplay, nó lại là một cú backplay quá thành công khi nó kết hợp cùng với sứ giả mang lại những lợi thế đường giữa dành cho Gen.G. 16 phút im hơi lặng tiếng, nhưng đó là phong cách mà Chovy muốn thể hiện ở trong cái ván thi đấu này. Có thể là không xuất hiện ngoài ánh sáng, không được mớm nhiều mạng, nhưng đó là bản chất của vị tướng Nico. Đó là với một cú tốc biến cộng với cả đai hextech được kết hợp hoàn hảo để tiếp tục nhường một mạng nữa dành cho Pay, cộng với cả lấy về cho mình một điểm hạ gục, mở ra cơ hội để lên đồ và có hướng giao tranh mạnh hơn ở khu vực hàng rồng khi mà con rồng khoảng tầm 20 giây nữa bắt đầu đắp đất. Và tôi nghĩ là bên phía của Quantum Fix ở từ tình huống đó trở đi nha, từ cái tình huống mà họ bị make play bởi Chovy trở đi, họ sẽ phải suy nghĩ đến câu chuyện là để ý những cái thực thể nó bất ngờ xuất hiện. Vừa rồi là Chovy nhả cái W của mình ra và bên phía KDF nghĩ rằng đó chỉ là cái bóng của Chovy mà thôi. Nhưng không, đó không phải là cái bóng của Chovy mà đó chính là Chovy. Và họ có lẽ cũng cần phải đếm thêm những chỉ số lính ở khu vực đường nó có gì đó lạ lạ hay không nữa. Và trước đó thì bên phía của Gen.G đã có được trụ đường giữa của KDF, nhưng KDF đang là những người chiếm được khu vực hang rồng trước. Đây là dòng nguyên tố thứ 3 của ván đấu và chỉ là dòng 1 cho KDF mà thôi. Và Gen.G vẫn muốn cạnh tranh với cú dịch chuyển đến từ Kin. Và Curse sẽ bị giữ chân lại trong tình huống này. Curse không còn tốc biến, Curse rất là đơn độc và Pay là người tiếp tục có điểm hạ gục. Pay đang bị tấn công, tốc biến né khỏi lệnh sóng âm tới từ Bundock. Con rồng đang được bên phía của Gen.G kiểm soát, không còn trừng phạt tới từ Quantum Fix nữa. Và Đu Đu đang bị xạ kích tầm xa, Đu Đu buộc phải tốc biến bỏ chạy. Và Gen.G tưởng chừng như họ bị thiếu tài nguyên để giao tranh, khi mà nở hoa chưa kịp hồi, ánh trăng dẫn lối chưa hồi, thì vẫn còn đó là chiêu cuối của Rell trong tay Canyon. để tạo tiền đề cho tiếp tục lại là Pay ăn mạng và rồng thứ ba dành cho họ. Cái hay của Gen.G 3 mùa nay rồi, họ vẫn biết cách để có thể nhường những hạ gục lại dành cho Pay. Và thực ra nhiều khi cũng không cần phải nhường, Pay tự biết cách để có thể lát hit những cái mạng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha mà Chovy đây. Anh ta fake rất ghê trong pha này. Tưởng chừng như đó chỉ là cái bóng của Nico nhưng không phải, đó chính là Nico trong tay của Chovy. Và khai mở được khu vực đứng giữa đối phương đây. Đây là preview của Boon, lại có đánh nhau và người làm chính đó là Pay. Anh ta không còn phải bổ trợ tốc biến và đã bị cớt úp lại với cái đại địa chấn của mình. Anh ta nằm xuống ở tại thời điểm này, liệu rằng có mất mát quá nhiều cho Gen.G hay không đây? Cái điểm hạ gục đang được rơi vào tay của Curse thì tôi nghĩ rằng đó cũng không phải là một cái điều gì đó quá tệ. Nếu như Curse có thể tăng được thêm cái sức chống chịu của mình, tạo tiền đề dành cho Bundock cùng với cả Boon thì đó cũng sẽ là một cái điểm vô cùng là tốt thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có lẽ sẽ phải chờ xem ra cái tình huống di chuyển của Gen.G nó như thế nào mà để bị rơi vào một cái pha như vậy. Nhưng cái này chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rồi rằng Quantum Fix họ có khả năng giao tranh nhỏ lẻ và gây ra được một cái lượng sát thương dồn rất là lớn. Nên là khi Pace bị bắt không có chiêu cuối của Lehend chẳng hạn, hoặc là không có tốc biến có thể bỏ chạy thì đơn giản anh ta nằm xuống thôi. Chúng ta sẽ cùng được xem lại pha replay. Pay đi chung với Lehend, đại địa chấn vào đến từ Curse và thậm chí là anh ta không cần phải tiếp cận bằng EQ để đại địa chấn nữa. Đi bộ đại địa chấn sau đó EQ hất tung đối phương. Và điểm yếu của một Aphelios không có tốc biến đã bị bên phía của KDF khai thác trong tình huống vừa rồi. Pay đã bị shut down. Qua đó thì tiền cách biệt lúc này đang ở một con số không quá đáng kể đến từ cả hai bên. Nhưng Gen.G đang có một điều kiện thắng tốt. Họ vẫn có được rất nhiều mã hạ gục trước đó dành cho Pay, cụ thể là con số 5 mã hạ gục để anh ta có được vô cực kiếm trước phút thứ 20. Và thêm một điểm nữa là họ đã có tới 3 dòng nguyên tố trong ván đấu này. Trong một đội hình có Rell, có K'Sante mà có thêm linh hồn dòng nước nữa thì sức chống chịu tuyến đầu của Gen.G sẽ là vô cùng tuyệt vời. Vâng, đúng thật là như vậy, và chúng ta sẽ cùng phải chờ xem là cái pha giao tranh tiếp theo thì hai xạ thủ sẽ có cho mình những cái tiếng nói như thế nào. Bởi vì thực chất thì hai xạ thủ cũng đang khá là bằng đồ chứ cũng không có những cái sự thua thiệt quá nhiều. Hai món trang bị lớn cộng với cả một cái giày chưa nâng cấp thì bên phía Boon anh ta cũng đang làm được. Quan trọng là cái sân khấu mà Boon có nó không được rộng bằng so với cả Pay bên phía bên kia. Cái khả năng càn lướt, khả năng chống chịu, make play của Canyon, Kin cũng với cả Chovy ở thời điểm hiện tại đang là nhỉnh hơn so với cả bộ ba cánh trên Bundock, Curse và Đu Đu. Thì các thành viên bên phía Gen.G đơn giản là họ hiểu được cái thế mạnh của mình, là họ có thể giao tranh tốt hơn. Họ cứ không cần phải quan tâm vào những tình huống giao tranh nhỏ lẻ vô nghĩa. Họ sẽ chờ khi mục tiêu ra thì họ mới bắt đầu triển khai. Vâng, họ sẽ chờ con dòng nguyên tố thứ tư của ván đấu xuất hiện. Thời điểm đó thì Pay sẽ hồi lại phép bổ trợ tốc biến của Aphelios. Và đó là một tiền đề để họ có thể phát động những pha giao tranh 5 năm. Và đang có một tình huống va chạm ở khu vực đường dưới. Kin tỏ rõ thái độ và Đu Đu bắt buộc phải dùng chiến binh tận thế của mình để rút lui. Trong một pha mà rõ ràng là anh ta là người trao đổi chiêu thức thua. Và đây là một tài nguyên trong ngắn hạn thì nó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến thế trận của ván đấu do là nó không có mục tiêu lớn. Nhưng nó có thể sẽ kéo theo đó là trụ một đường dưới của KDF bị uy hiếp bởi K'Sante của Kin. Đây là cái nhịp mà Đu Đu phải bấm biến trở về nhà và ngay lập tức là Bundock phải thế chỗ vào để có thể phòng thủ, nhưng liệu rằng có thủ được hay không đây? Kin vẫn đang rất nỗ lực để có thể đẩy. Nếu như mà khai thác được cái trụ một khu vực đường dưới này thì cái cung đường di chuyển ra bờ sông dưới tuyến tới hang rồng của bên phía Gen.G họ sẽ được rộng mở hơn. Họ đã có trụ một đường giữa rồi, bây giờ họ có thêm cả trụ một đường dưới thì cái thế lính lúc nào cũng sẽ bị đẩy cao và cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của Quantum Fix ở cánh dưới nó sẽ dần bị hạn hẹp lại. Một ván đấu mà Bundock cũng đang hướng tới một con Orianna với lối lên đồ cũng khá là cục xúc nha. Anh ta lên một cái súng lục Luden và thêm cả một cái mũ phù thủy ở đồ thứ hai. Đây là một Orianna có khả năng sốc sát thương trong khoảnh khắc rất nhanh. Và đội hình bên phía KDF cũng là một đội hình có khả năng sốc sát thương trong một giao tranh ngắn hạn rất tốt với những chất tướng như là Aatrox sát lực hay là Lucian trong tay của Boon. Nhưng rõ ràng tuyến đầu bên phía Gen.G là một tuyến đầu vô cùng vững chãi với một Kin đang cầm 2 trang bị rưỡi về mặt chống chịu. Một Rell trong tay Cannon cũng đang có tim băng, có được rất nhiều máu nữa. Qua đó thì khả năng đánh nhanh, đánh gọn về việc sốc sát thương mục tiêu của bên phía KDF có thể sẽ gặp khó nha. Cái nguồn sát thương của bên phía Quantum Fix nếu như mà họ có thể dồn vào được thì họ nên dồn vào cho đúng người. Một là Chovy, hai là Pace. Khi đó thì cái khả năng gây sát thương của bên phía Gen.G họ sẽ gần như là bị cạn kiệt hoàn toàn luôn. Kin thì mặc dù anh ta đang cầm cho mình một vị tướng đúng thật là 200 năm đó, nhưng nếu mà đánh lâu rồi cũng sẽ bị mòn mà thôi. Và bây giờ là Bundock với một cú xoáy hay không đây, chưa xoáy được bởi vì đó là quả cầu được đặt vào Kin, đang chờ được đặt vào đúng người hơn, có thể được đặt vào Pay, Chovy hoặc là Lehend. Và bên phía Quantum Fix họ đang tạo được cái thời thế, xin lỗi bạn, họ đang tạo được một cái thế ở khu vực bờ sông và khép góc không cho Gen.G tiến vào khu vực hàng rồng. Vừa rồi là một nhịp đẩy rất tốt tới từ Đu Đu ở khu vực đường trên, sau đó anh ta dịch chuyển xuống đường dưới để tiếp tục tạo thêm một thế lính bất lợi cho phía Gen.G ở một đường cánh nữa. Nhưng Chovy cũng đã nhanh chóng nhấn cú dịch chuyển của mình ở khu vực đường giữa để phát động một pha tấn công với cú nổ hoa của mình. Và những cái bóng của Chovy thời điểm này cũng làm cái áp lực rất lớn dành cho các thành viên bên phía của KDF. Đu Đu đã vào vị trí để có thể bọc hậu, nhưng anh ta đang bận farm con cóc của phần dưới bên phía Gen.G đã. Lượng thông tin hiện tại của Gen.G cũng là có với những con mắt học cắm ở tại sông. Nhưng cùng xem là bên nào sẽ là bên chủ động phát động tấn công mở trước đây. Đó là một tình huống mà Kin đang rất tự tin đứng lên tuyến đầu. Canyon lao vào mở giao tranh, nhưng đó là những phản xạ tốt với những cái tốc biến. Anh ta rất lạc lối đến từ vị trí của Pay, đại địa chấn vào. Pay bị nhốt lại và anh ta tốc biến đi. Đu Đu đã tới chặt những tùy kiếm đắc Kin của mình vào. Lehend yếu máu, Lehend vẫn so với 100 máu phía bên kia. Thì đó là một tình huống lên bản điểm số đến từ Canyon. Và sau đó là KDF tràn lên tìm kiếm thêm những mã hàng gục nữa. Họ mất Andy nhưng họ có tới 2 mạng của Canyon và Lehend. Có vẻ như là các thành viên bên phía Gen.G họ đã đổi vai trò trong tình huống vừa rồi. Lần này không phải là Chovy nữa mà Canyon là người được đặt cái trọng trách sẽ là người lao vào mở. Nạn nhân là Boon cùng với cả Andy, nhưng vẫn còn truy cùng diệt tận, vẫn còn tốc biến. Thì xạ thủ của Quantum Fix rất đơn giản để có thể thoát khỏi pha nguy hiểm đó mà thôi. Và ngay sau đó là Canyon bị kẹt lại, Lehend muốn lao lên bảo kê cũng bị kẹt lại luôn. Và bây giờ là một tình huống giao tranh ở khu vực giữa hay chăng đây? Chovy đang muốn tiến lên, chiêu cuối không còn, tốc biến không còn, đơn giản là chỉ muốn đẩy lui Quantum Fix về mà thôi. Nhưng Quantum Fix họ đã có cho mình 2 điểm ở gục cộng với cả 1 rồng trong pha vừa rồi. Canyon đã lao vào mở giao tranh, nhưng pha mở của anh ta có vẻ như không quá bất ngờ đối với KDF. Hãy nhìn 2 cái tốc biến của Boon cùng với Andy để thoát khỏi pha mở tới từ Canyon. Và Canyon là một reo, anh ta mất tốc biến, mất chiêu cuối, mất cả hắc kim thuật, thì anh ta là người bị kẹt lại. Phía bên kia thì cất đóng đại địa chấn ép tốc biến của Pay, và sau đó thì Aatrox trong tay của Đu Đu với một Aatrox sát lực đã gây một sức ép rất lớn khiến Pay không dám đứng lại phao tranh vừa rồi quá lâu, và họ phải bỏ lại thêm cả Lehend nữa. Đó là một tình huống giao tranh cho thấy được khả năng phản xạ nhanh đến từ các tuyển thủ trẻ của KDF. Nó khiến cho pha mở giao tranh của Gen.G không đủ sức để làm bất ngờ đối với họ. Quantum Fix họ đã làm rất là tốt trong pha vừa rồi, họ để cho Đu Đu là người quấy nhiễu và khiến cho Pay phải đứng rất xa ra khỏi cái pha giao tranh đó. Cái cú ánh trăng dẫn lối của Pay nó cũng không dính vào bất cứ ai cả, khi mà Quantum Fix họ chia nhau ra, họ không đứng chụm lại với nhau nữa. Và từ đó khi mà cái nguồn sát thương đã bị cạn kiệt, chỉ còn một chút khả năng make play tới từ Chovy thôi với cú nở hoa, mặc dù chính xác nhưng không có sát thương, thì Quantum Fix họ tràn lên. Và đây sẽ là một cái cơ hội để cho Quantum Fix họ tiếp tục tự tin vào đôi tay của mình. Cái chênh lệch về lượng tiền thì chưa phải là quá nhiều, nhưng với đủ bộ chiêu thức ở trên người thì Quantum Fix có lẽ ở thời điểm hiện tại thì họ giao tranh họ không ngán bên phía của Gen.G nữa rồi. Tại thời điểm này đúng là bên phía KDF đang là những người có áp lực tốt hơn, bởi vì đội bên phía của Gen.G lúc này không còn bất kỳ một cái tốc biến nào. Tất nhiên là KDF cũng không có tốc biến, nhưng rõ ràng là những Aphelios, những Nico không có tốc biến và Milio không có tốc biến. Nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc là Lucian không có tốc biến và Javan không có tốc biến. Aatrox cũng là một vị tướng rất là cơ động nữa. Nên trong khoảng thời gian này rõ ràng là bên phía Gen.G đang phải là những người nhường thế trận lại dành cho bên phía KDF. Nhưng áp lực tới từ KDF cũng không thực sự quá nhiều, do là đội hình của họ tay cũng không phải là quá dài để chạm trụ 2 bên phía của Gen.G. Ăn Baron thì sao? Họ muốn ăn Baron để ép Gen.G vào một tiếng giao tranh không có tốc biến. Đi qua tầm nhìn rồi, Curse đang đứng ăn Baron trên tầm nhìn, một con mắt cặp da cũng rất là tinh quái từ bên phía của Gen.G Sport. Và bây giờ họ đang bắt đầu di chuyển ra cùng nhau, người đi đầu chắc chắn phải là Canyon cùng với cả Kin. Và bây giờ lao lên tới từ Curse, đã nhắm cho lại trên Canyon. Canyon đang rất là đơn độc, Canyon dùng chiêu cuối, Canyon vẫn còn phía một từ đường nhưng vẫn bị giữ chân lại, và Canyon sẽ nằm lại trong tình huống này. Người chơi đi rừng của Gen.G đã bỏ mạng, liệu rằng còn tài nguyên để lao vào hang Baron hay không đây? Bên phía Quantum Fix họ nói rằng như thế là đủ rồi, họ không cần phải cố vào con sâu hay làm gì nữa. Đó là một pha hắc kim thuật mà bên phía của KDF đã giữ chân được Canyon lại trong một tình huống. Cái xiềng xích địa ngục của Đu Đu, cái xiềng xích địa ngục lần thứ 2 đã giữ chân được Canyon lại khỏi một pha hắc kim thuật sang phía bên kia bờ tường. Và hơn rừng KDF đang có định ép đánh Baron, nhưng pha kỳ kích đến từ Curse khiến anh ta đâm vào hơi sâu. Phía bên kia thì Chovy áp sát với tình huống pháo hạt nổ hoa, anh ta solo kill được hỗ trợ đối phương, nhưng sau đó thì Bundock bị bế đi bởi chơi khô máu. Kin đang bắt đầu càn lên và đó là một cú P3 thành công. Đu Đu yếu máu, Đu Đu lên bảng, Kin đã đến và anh ta có triple kill. Kin lựa chọn cho mình mẫu tướng làm tường, nhưng đây mới là sân khấu của Kin với một pha giao tranh thiếu người cực kỳ tuyệt vời của các thành viên bên phía của Gen.G. Lựa chọn được những mục tiêu chính xác và Gen.G cứ lần lượt hạ gục từng người mà thôi. Họ không có khả năng kết hợp mở giao tranh mạnh như là chiêu cuối của Chovy kết hợp với chiêu cuối của Canyon. Nhưng một mình Kin đã là quá đủ rồi, bế hết người này đến người khác về để cho base bắn. Và chúng ta sẽ cùng được xem lại một cách rõ nét nhất những gì đã xảy ra trong pha này. Canyon đơn giản là anh ta muốn đứng lên để có thể kiểm soát tầm nhìn, bởi vì là con Quantum Fix đang ăn cho mình con Baron, nhưng đứng quá cao và bị outplay những cái pha nhảy nhót, anh ta không về được. Còn đây là Kin với một dàn chắn thật sự là quá uy tín tới từ bên phía của Gen.G. Đầu tiên là Curse lao vào nhưng Curse bị đẩy về luôn và không thể nào làm gì được cả. Sau đó là Kin bế Bundock qua bên kia bờ tường với một cú hất tung thành công và rồi để Pay có sát thương nhồi vào, rất tuyệt vời. Kin đã có một tình huống xử lý K'Sante vô cùng xuất sắc khi dùng mở đường để né kỳ kích, sau đó thì là một cú Q3 trúng vào cả hai thành viên bên phía của KDF là cặp đôi Mỹ rừng đối phương. Cú Q3 vừa kết liễu được Javan của Curse, vừa hất tung được Bundock để tạo ra một pha chơi khô máu mà Bundock cũng không biết cách để có thể phản ứng lại pha vừa rồi như thế nào cả. 3.900 sát thương với một tanker, và Kin đang thực sự là một con K'Sante bất tử ở trong ván đấu này với 401 KDA. 4 món trang bị lớn tại thời điểm này. Hãy nhìn vào những carry bên phía KDF, họ còn chưa có nổi cái trang bị xuyên giáp hay là xuyên kháng tổng nữa, mới chỉ có được cái đá hóa trên người của Bundock chứ chưa có cái chuyện hư vô hay là hoa tử linh. Rồi thì Boon cũng chưa thể nào có đủ cái lượng sát thương để xuyên qua gần này lượng giáp của Kin. Và cái lượng tiền nó đang chênh lệch rất là nhiều cho bên của Gen.G rồi. Bây giờ nó không còn phải là con số 500, 600 vàng nữa mà đang là hơn 3.000 rồi cho bên phía Gen.G Esports. Và họ đang bắt đầu triển khai vào con rồng này. Kin đang làm dàn chắn không cho Curse di chuyển vào. Curse đang thật sự rất là vất vả để tìm đường tới khu vực hang rồng. Gen.G thì họ cũng chỉ đang muốn nhấn nhá thôi, họ cũng chưa muốn all in hoàn toàn khi mà chưa có được thông tin rằng Đu Đu đang ở đâu. Những con mắt ở đằng sau Gen.G chưa cắm ra, Đu Đu có thể sẽ vòng vào, đây có thể sẽ là một cái thế bánh mì kẹp thịt, nhưng mà đây là một tình huống Curse lặp lại, là một tình huống nở hoa. Hai người, đó là hai người quan trọng nhất là Boon cùng với đó là Curse, hai người nằm xuống double kill dành cho Canyon. Đu Đu lao lên chặt, hai điểm ở gục ngược lại dành cho bên phía Quantum Fix, nhưng nguồn sát thực của họ có còn hay không đây? Pay đang bị tấn công, Pay rất thấp máu và Pay có thể sẽ phải nằm lại. Mạng được dành cho Bundock trong pha vừa rồi và Đu Đu đang chặt cực kỳ là ác. Đây liệu rằng có con sân khấu của Kin nữa hay không đây? Kin vẫn lên tiến được, Kin đã gục một người, Andy là nạn nhân tiếp theo, Andy sẽ có thể phải nằm lại, Andy đã nằm lại rồi và đây là hai người trên đường trên solo với nhau, Kin và Đu Đu. Đu Đu phải thoái lui, còn hạt thông nổ liệu rằng Kin có muốn dí theo hay không đây? Kin muốn dí theo, nạn nhân có thể sẽ là Đu Đu trong pha này nếu như Canyon tới, nhưng thậm chí rằng là không cần Canyon tới thì Kin cũng đã làm hết rồi. 9.200 sát thương tới từ Đu Đu và đó là hơn 7.000 sát thương đến từ Kin trong pha đấu tranh vừa rồi. Orianna đường giữa của Bundock cũng có được gần 6.000 sát thương và cũng chính xác là con số 6.066 sát thương tới từ Pay. 666 và 666 dành cho hai đường trên, nhưng Kin là người thắng cuộc trong tình huống cạnh tranh vừa rồi. Thêm cái linh hồn rồng nước nữa thì con K'Sante này chắc là bất tử thật rồi. Vâng, chúng ta lại một lần nữa sẽ được xem lại. Vâng, mời anh Tùng ạ. Uầy, Kin đã gần như một mình cản cả đôi bên phía của KDF và sau đó Chovy lao vào make play gần như là miểu sát được xạ thủ đối phương. Đu Đu cũng chặt rất đau vào cả Pay lẫn cả Lehend, nhưng khi anh ta quay qua để solo 1v1 với Kin thì anh ta thua rồi. Và rồi, ok, rất tuyệt vời, pro view của Kin luôn. Chúng ta sẽ được xem là cái màn trình diễn của Kin nó như thế nào, những cái pha xử lý kỹ năng cá nhân nó tuyệt vời đến mức độ như nào. Skill shot trúng liên tục, những cái bộ chiêu thức chỉ thẳng mặt thì không thể hụt được rồi. Rất tự tin trong những tình huống xử lý, máu hồi lại gần như liên tục với một cái con bài, với một con tướng mà chúng ta thường nhắc tới khả năng hồi phục như Aatrox mà không thể cự nổi Kin nữa. Từ dạng chống chịu về dạng sát thương biến hóa liên tục và thật sự là quá tuyệt vời với con K'Sante này. Và anh Long không biết có để ý hay không, vì máu của Kin trong pha vừa rồi đó là một con K'Sante 4.700 máu. Đúng số luôn này. 4.670 mấy máu. Đó chính là con số máu của Kin trong tình huống vừa rồi. Và thực sự là Kin đang trình diễn một con K'Sante vô cùng ấn tượng trong ngày thi đấu hôm nay. Ở ván đấu đầu tiên khi mà Gen.G gặp khó ở phần còn lại thì anh ta lại lên tiếng với một con K'Sante lúc này đã là 703 và anh ta đang tìm kiếm Đu Đu trong một pha solo 1v1. Đu Đu nói không, tôi không muốn chơi với anh, tôi không muốn chơi với cái thực thể đang 703, đang linh hồn dùng nước này. Đu Đu bỏ chạy nhưng phía sau anh ta đang là các thành viên bên phía của Gen.G. Curse lao vào, Curse chặn một tấn công đang Chovy, Chovy tung nổ hoa, Đu Đu chặt vào Chovy rất đau và Chovy lên bảng đếm số. Kin cùng với Kennen đang bị kẹt lại, Kennen tụt máu thì nhanh nhưng mà Kin thì không. Kin tung chơi khô máu nhắm tới Boon, Kin gồng nước lưu, Kin cố gắng bỏ chạy, phía sau là Lehend đang tới. Kin yếu máu nhưng Kin vẫn đang rút ra với khả năng phục hồi đến từ linh hồn rồng. Và đó là anh chàng dẫn lối tràn với sát thương trở lại, người nằm xuống là Curse chứ không phải là Kin. Kin tiếp tục càn lên tìm kiếm được Boon. Boon đang phải bỏ chạy với pha thủy ngục tới từ Andy, và Bundock không tốc biến đang bị gãi liên tục bởi Aphelios trong tay của Pay. Pha Kin chiêu cuối đến từ Lehend, tầm đánh là đủ và Pay có mạng tiếp theo dành cho Gen.G trong pha giao tranh này. Kin vẫn chưa thấy mất máu, Kin vẫn đang tiếp tục càn lên tấn công Đu Đu từ nhà đến trường. Đu Đu đang phải bỏ chạy, Boon cũng phải bỏ chạy mà thôi. Đu Đu không về được rồi, anh ta quyết định quay ngược trở lại trả sát thương với một con này trong sát lực và một con K'Sante và một con Rell. Sát thương của anh ta là quá hạn chế trong pha này khi đây là những chống chịu rất dày ở tuyến đầu của Gen.G và anh ta nằm số thật rồi. Kin 804 dịch chuyển kết thúc ban đầu đến từ Gen.G. Cái pha vừa rồi là câu chuyện tôi thấy rằng anh Tùng ạ, tôi thấy là chuyện cá nhân lắm luôn đấy, là Kin cùng với cả Canyon là bỏ mặc kệ Boon, mặc dù Boon thấp máu dí theo Đu Đu cho bằng được luôn. Còn bây giờ này, bây giờ mới lao vào người của Boon này, Boon nằm lại. Và một màn trình diễn K'Sante quá khủng khiếp của Kin đã trèo kéo được con thuyền Gen.G tới với được chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên sau 34 phút thi đấu. Không phải là Quantum Fix họ không có màn trình diễn tốt khi mà con Aatrox của Đu Đu vẫn làm rất tuyệt vời, nhưng đơn giản là Kin nhỉnh hơn. Khi mà cánh dưới của Gen.G gặp khó thì họ lại còn một Kin ở khu cánh trên. Một người hùng thầm lặng, gần như là không có bất kỳ một diễn biến nào đáng chú ý ở tại khu vực đường trên trong xuyên suốt khoảng thời gian ban đầu của ván đấu cả. Tất cả điểm nóng đều là ở khu vực đường dưới khi mà rõ ràng là Gen.G muốn đánh được cái thắng xoay quanh Aphelios của Pay. Nhưng đó là một chiến thuật gọi là dương đông kích tây à. Nuôi Aphê 200 năm nhưng mà Aphê của Pay không phải là nhân vật chính, đó là Kin. Vâng, bên phía của Gen.G đang cho thấy rằng là họ có thể biến chuyển cái lối chơi của mình từ đường dưới lên đường giữa và lên hẳn khu vực đường trên một cách nó tương đối là ảo như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng phải chờ xem liệu rằng là trong bán thiêu thứ hai, Quantum Fix có bất cứ một cái bài toán nào cụ thể hơn cho những cái đối sách của Gen.G hay không. Và khi đó là khi chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn giả, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng ít phút.